Phẩm Bồ Tát Ca Diếp. Phẩm thứ 12, phần 1. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, những kẻ chưa điều phục có thể khiến cho điều phục, những kẻ chưa thanh tịnh có thể khiến cho thanh tịnh, những kẻ không quy y có thể khiến cho quy y, những kẻ chưa giải thoát có thể khiến cho giải thoát. Ngài đã đạt được tám đức tự tại, làm bậc đại y sư, làm đại dược vương. Khi Phật còn là Bồ Tát, Tỳ Kheo Thiện Tinh từng là con trai của Phật. Sau khi xuất gia, liền thọ trì đọc tụng phân biệt giảng thuyết được 12 bộ kinh, phá trừ hết phiền não dục giới, tu tập chứng đắc bốn thiền. Vì sao Như Lai có lời báo trước rằng Thiện Tinh là nhất xiển đà, là người hèn kém, trọn kiếp sống trong địa ngục, là kẻ không thể sửa trị? Vì sao Như Lai không vì Thiện Tinh mà diễn thuyết chánh pháp trước tiên, sau mới vì các Bồ Tát? Nếu Như Lai Thế Tôn không thể cứu độ Tỳ Kheo Thiện Tinh, làm sao có thể xưng là có lòng từ bi lớn lao, có phương tiện lớn lao? Phật dạy: Thiện nam tử, ví như cha mẹ có ba người con. Người thứ nhất biết tin nhận và vâng lời, cung kính cha mẹ, trí tuệ, căn tánh, lanh lợi, đối với mọi việc ở đời đều có thể nhanh chóng rõ biết. Người thứ nhì không cung kính, không tin nhận và vâng lời cha mẹ, nhưng trí tuệ, căn tánh, lanh lợi, đối với mọi việc ở đời cũng đều có thể nhanh chóng rõ biết. Người thứ ba không cung kính, cũng không tin nhận và vâng lời cha mẹ, lại là kẻ ngu si đần độn. Vậy khi cha mẹ muốn dạy bảo thì trước nhất nên dạy bảo đứa con nào, nên gần gũi thương yêu đứa con nào trước? Trước nhất nên dạy bảo cho đứa con nào cho rõ biết mọi việc đời? Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trước nhất nên dạy bảo người con biết tin nhận và vâng lời, cung kính cha mẹ, trí tuệ, căn tánh, lanh lợi, hiểu biết việc đời. Kế đó nên dạy cho người con thứ nhì, sau rốt mới dạy người con thứ ba. Tuy hai đứa con này không biết tin nhận và vâng lời, không cung kính cha mẹ, nhưng vì lòng thương con nên sau đó cũng từ từ dạy bảo chúng. Phật dạy: Thiện nam tử, Đức Như Lai cũng vậy. Trong ba người con ấy, người thứ nhất ví với hàng Bồ Tát, người thứ nhì ví với hàng Thanh Văn, người thứ ba ví với hạng nhất Diễn Đà. Như kinh Tu Đà La trong 12 bộ kinh, trước tiên Phật dùng những nghĩa vi tế giảng nói với hàng Bồ Tát, sau lại dùng những nghĩa cạn hơn để giảng nói với hàng Thanh Văn, cuối cùng mới dùng những nghĩa thế tục để giảng nói với hạng nhất Diễn Đà, những kẻ phạm năm tội nghịch. Tuy trong đời hiện tại không có lợi ích gì, nhưng Phật vì thương xót mà gieo trồng hạt giống lành cho họ trong những đời sau. Thiện nam tử, ví như có ba loại ruộng. Thứ nhất là ruộng dẫn nước ra vào dễ dàng, không có cát, phèn, sỏi, đá, gai góc, có thể gặt hái gấp trăm lần số giống gieo trồng. Thứ hai là ruộng không có cát, phèn, sỏi, đá, gai góc, nhưng khó khăn trong việc dẫn nước ra vào, nên chỉ có thể gặt hái được phân nửa so với loại ruộng thứ nhất. Thứ ba là ruộng dẫn nước ra vào khó khăn, có nhiều cát, phèn, sỏi, đá, gai góc, chỉ có thể gặt hái bằng với số giống đã gieo, vì xen lẫn rất nhiều cây khô, cỏ dại. Thiện nam tử, đến thời vụ gieo trồng mùa xuân, người nông dân trước hết nên gieo trồng loại ruộng nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước hết nên gieo trồng ở loại ruộng thứ nhất, kế đó gieo trồng ở loại ruộng thứ nhì, sau chót mới tới loại ruộng thứ ba. Phật dạy: Loại ruộng thứ nhất ví như hàng Bồ Tát, loại ruộng thứ nhì ví với hàng Thanh Văn, loại ruộng thứ ba ví với hạng nhất Diễn Đà. Thiện nam tử, ví như có ba cái bát, cái thứ nhất nguyên vẹn, cái thứ nhì dì chảy, cái thứ ba đã vỡ. Nếu muốn dùng đựng sữa, kem sữa, bơ hay nước, trước hết nên chọn dùng cái bát nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước hết nên dùng cái bát nguyên vẹn, kế đó mới dùng cái bát dì chảy, cuối cùng mới phải dùng đến cái bát đã vỡ. Phật dạy: Cái bát nguyên vẹn ví với hàng Bồ Tát Tăng, cái bát dì chảy ví với hàng Thanh Văn, cái bát đã vỡ ví với hạng nhất Diễn Đà. Thiện nam tử, ví như có ba người bệnh cùng đến chỗ một vị lương y, người thứ nhất có bệnh dễ trị, người thứ nhì có bệnh khó trị, người thứ ba thật không thể trị. Thiện nam tử, vị lương y nếu điều trị thì nên chọn người nào trước? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, trước nhất nên điều trị người dễ nhất, kế đó đến người thứ nhì, sau cùng mới trị cho người thứ ba. Vì sao vậy? Là vì những người thân thuộc của họ. Phật dạy: Bệnh nhân dễ trị là ví với hàng Bồ Tát Tăng, bệnh nhân khó trị là ví với hàng Thanh Văn Tăng, bệnh nhân không thể trị là ví với hạng nhất Diễn Đà. Tuy không có quả lành trong đời hiện tại, nhưng Phật vì thương xót mà gieo trồng hạt giống lành cho họ trong những đời sau. Thiện nam tử, ví như vị đại vương có ba loại ngựa, loại thứ nhất đã thuần phục,
còn đang non tơ, sức lực mạnh mẽ. Loại thứ nhì chưa thuần phục, trẻ khỏe, sức lực mạnh mẽ. Loại thứ ba chưa thuần phục lại già yếu, không có sức lực. Như vua muốn cưỡi ngựa thì trước hết nên chọn loại ngựa nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, trước hết nên chọn cưỡi loại ngựa đã thuần phục, còn đang non tơ, sức lực mạnh mẽ. Kế đến loại ngựa thứ nhì, sau cùng mới dùng đến loại ngựa thứ ba. Phật dạy, thiện nam tử, ngựa đã thuần phục, còn đang non tơ, sức lực mạnh mẽ là ví với hàng Bồ Tát Tăng. Loại ngựa thứ nhì ví với hàng Thanh Văn Tăng. Loại ngựa thứ ba ví với hạng Nhất Xiền Đà. Tuy trong đời hiện tại không có lợi ích gì, nhưng Phật vì thương xót mà gieo trồng hạt giống lành cho họ trong những đời sau. Thiện nam tử, khi mở hội lớn bố thí cúng dường, có ba người đến thọ nhận. Người thứ nhất thuộc dòng quý tộc, thông minh, tu hành trì giới. Người thứ hai thuộc dòng trung lưu, ngu độn nhưng cũng tu hành trì giới. Người thứ ba thuộc dòng dõi thấp kém hạ tiện, lại ngu độn hủy phạm giới cấm. Thiện nam tử, vì đại thí chủ mà hội ấy nên cúng dường trước tiên cho người nào? Bồ Tát Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, trước tiên nên cúng dường cho người thuộc dòng quý tộc, căn tánh lanh lợi, tu hành trì giới, kế đó cúng dường người thứ nhì, sau cùng mới đến người thứ ba. Phật dạy, người thứ nhất là ví với hàng Bồ Tát Tăng, người thứ nhì ví với hàng Thanh Văn Tăng, người thứ ba ví với hạng Nhất Xiển Đà. Thiện nam tử, như sư tử lớn, những khi giết con voi tơ phải cố hết sức, nhưng khi giết con thỏ cũng vậy, không hề có ý khinh thường. Chư Phật Như Lai cũng thế, cho dù thuyết pháp với hạng Bồ Tát hay với hạng Nhất Xiển Đà, sự dụng công cũng không khác gì nhau. Thiện nam tử, khi ta ở tại thành Vương Xá, tỳ kheo Thiện Tinh làm thị giả. Lúc đầu hôm, ta vì Thiên Đế thích diễn thuyết yếu nghĩa chánh pháp theo phép tắc, thì đệ tử thị giả phải chờ đi nghỉ sau thầy. Bấy giờ Thiện Tinh thấy ta ngồi lâu liền sanh lòng xấu ác. Thuở ấy mỗi khi trẻ con ở thành Vương Xá khóc mãi không dỗ nín được thì cha mẹ thường dọa rằng nếu còn khóc nữa ta sẽ đem dao mày cho quỷ Bạc Câu La. Bấy giờ Thiện Tinh bị bó buộc theo phép tắc không đi nghỉ được liền bảo ta rằng thầy mau vào thiền thất đi, quỷ Bạc Câu La đến kìa. Ta đáp ông thật là si mê. Ông chẳng thường nghe rằng Như Lai Thế Tôn là bậc không còn sợ hãi điều gì cả hay sao? Bây giờ Đế Thích bạch rằng, Thế Tôn những người như vậy mà cũng được vào trong Pháp Phật hay sao? Ta đáp kiểu Thi Ca, những người như vậy được vào Pháp Phật cũng có tánh Phật rồi sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy ta vì thiện tình thuyết pháp, nhưng ông ấy hoàn toàn không có lòng tin nhận. Thiện nam tử, khi ta ở tại thành Thi Bà Phú La, nước Ca Thi, tỳ kheo Thiện Tinh cũng làm thị giả. Lúc ấy ta muốn vào thành khất thực, vô số chúng sanh ở đó đều hết lòng khát ngưỡng muốn được nhìn thấy dấu chân ta. Tỳ kheo Thiện Tinh đi theo sau cố ý xóa hết những dấu chân của ta đi, nhưng rồi ông ta cũng không thể xóa hết, chỉ làm cho chúng sanh khởi tâm bất thiện. Ta vào thành rồi, thấy ở một nhà nấu rượu có người ngoại đạo đi kiền ngồi xổm dưới đất mà ăn hèm rượu. Tỳ kheo Thiện Tinh thấy vậy liền nói, Thế Tôn, nếu thế gian có bậc A-la-hán, thì người này là vị A-la-hán cao chỗ nhất. Vì sao vậy? Vì người này dạy rằng không có nhân, không có quả. Ta của trách rằng, ông thật là si mê. Ông chẳng thường nghe rằng vị A-la-hán không uống rượu, không hại người, không dối trá, không trộm cướp, không dâm dục hay sao? Người này giết hại cha mẹ, mê ăn hèm rượu, sao có thể gọi là A-la-hán? Người này sau khi chết chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Vị A-la-hán đã giết trừ mãi mãi ba đường ác, sao có thể gọi người này là A-la-hán? Thiện Tinh liền nói ngay, tánh của bốn đại còn có thể thay đổi, nhưng nếu muốn cho người này chắc chắn phải đọa địa ngục A Tỳ là điều không thể có. Ta bảo, ông thật si mê, ông chẳng thường nghe rằng lời nói của chư Phật Như Lai là thành thật không thay đổi hay sao? Tuy ta vì Thiện Tinh thuyết pháp, nhưng ông ấy tuyệt nhiên không có lòng tin nhận. Thiện nam tử, khi ta cùng với tỳ kheo Thiện Tinh ở thành Vương Xá, trong thành có một người ngoại đạo đi kiền tên là Khổ Đắc, thường nói rằng phiền não của chúng sanh không có nhân, không có duyên, sự giải thoát của chúng sanh cũng không có nhân, không có duyên. Tỳ kheo Thiện Tinh lại nói rằng, Thế Tôn, nếu thế gian có A-la-hán thì Khổ Đắc là bậc cao nhất. Ta của trách rằng, ông thật si mê, ni kiền Khổ Đắc ấy thật không phải A-la-hán, không thể hiểu rõ được đạo A-la-hán. Thiện Tinh lại nói rằng, vì sao A-la-hán lại sanh lòng tật đố với A-la-hán? Ta đáp, ông thật si mê, ta đối với A-la-hán không hề sanh lòng tật đố, chỉ là do ông tự sanh ra chỗ thấy biết xấu ác tà vậy. Nếu nói rằng Khổ Đắc là A-la-hán thì hãy chờ xem
sau 7 ngày nữa, ông ấy sẽ bị trúng thực đau bụng mà chết. Sau khi chết, sẽ sinh vào loài quỷ, ăn đồ nôn mửa. Những bạn đồng học của ông ta sẽ khiêng xác chết, bỏ vào trong rừng tha ma. Bấy giờ Thiện Tình liền đến chỗ người Ni Kiền Khổ Đắc bảo rằng: "Trưởng lão, nay ông đã biết việc này chưa? Sa môn Cổ Đàm nói trước rằng sau 7 ngày nữa ông sẽ bị trúng thực đau bụng mà chết. Sau khi chết sanh vào loài quỷ ăn đồ nôn mửa, các bạn cùng học một thầy sẽ khiêng xác ông bỏ vào trong rừng tha ma. Trưởng lão, ông hãy khéo suy tư quán xét, dùng đủ các phương tiện thay đổi sự việc, khiến cho Cổ Đàm phải rơi vào chỗ nói lời hư dối." Lúc ấy Khổ Đắc nghe lời ấy rồi liền nhịn ăn từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ sáu. Vào cuối ngày thứ bảy mới ăn đường đen vào, sau đó lại uống nước lạnh. Sau khi uống nước lạnh liền bị đau bụng mà chết. Sau khi chết rồi, các bạn đồng học liền khiêng xác ông ta đem vất vào trong rừng tha ma. Khi ấy ông liền thọ thân của loài quỷ đói ăn đồ nôn mửa ở kề bên xác chết ấy. Tỳ kheo Thiện Tình nghe biết việc ấy rồi liền đi vào rừng tha ma, nhìn thấy Khổ Đắc thọ thân quỷ đói ăn đồ nôn mửa đang ngồi xổm dưới đất bên cạnh xác chết. Thiện Tình liền hỏi: "Đại đức đã chết rồi sao?" Khổ Đắc đáp: "Tôi đã chết rồi." Lại hỏi: "Vì sao chết?" Đáp: "Vì đau bụng mà chết." Lại hỏi: "Ai mang xác ông đi?" Đáp: "Các bạn đồng học." Lại hỏi: "Mang bỏ nơi nào?" Khổ Đắc đáp: "Đồ ngu, ông chẳng biết đây là rừng tha ma hay sao?" Thiện Tình lại hỏi: "Ông chết rồi thọ thân gì?" Đáp: "Tôi thọ thân quỷ đói ăn đồ nôn mửa." "Này Thiện Tinh, ông hãy nghe cho kỹ đây." Đức Như Lai khéo nói ra những lời chân thật, đúng lúc, có ý nghĩa, đúng chánh pháp. Thiện Tinh, Đức Như Lai nói ra lời chân thật như vậy, vì sao lúc ấy ông lại không tin? Nếu chúng sanh nào không tin lời chân thật của Như Lai, rồi sẽ phải thọ thân quỷ đói như tôi đây. Lúc ấy Thiện Tinh liền trở về chỗ ta nói rằng: "Thế Tôn, người Ni Kiền Khổ Đắc sau khi mạng chung đã sanh lên cõi trời 33. Ta liền quả trách rằng, ông thật ngu si, bậc A-la-hán không có chỗ sanh ra, sao ông nói rằng Khổ Đắc sanh lên cõi trời 33? Thiện Tinh liền thú thật: "Bạch Thế Tôn, quả như lời Phật dạy, người Ni Kiền Khổ Đắc thật chẳng sanh lên cõi trời 33, hiện ông ấy đã thọ thân quỷ đói ăn đồ nôn mửa." Phật dạy, ông thật si mê, chư Phật Như Lai nói ra lời thành thật không thay đổi, nếu bảo rằng Như Lai nói hai lời thật không thể có. Thiện Tinh liền nói: "Lúc ấy tuy Như Lai đã nói như vậy, nhưng đối với việc ấy tôi hoàn toàn không sanh lòng tin." Thiện Nam Tử: "Ta cũng thường vì tỳ kheo Thiện Tinh giảng nói pháp chân thật, nhưng ông ấy tuyệt nhiên không có lòng tin theo." Thiện Nam Tử: "Tỳ kheo Thiện Tinh tuy cũng đọc tụng 12 bộ kinh chứng đắc bốn thìa, nhưng thậm chí không hiểu được ý nghĩa của một bài kệ hay một câu một chữ trong kinh, vì gần gũi những bạn xấu nên dần dần sa sút mất cả bốn thiền. Mất cả bốn thiền rồi liền sanh tà kiến xấu ác, nói rằng không có Phật, không có Pháp, không có Niết Bàn. Sa môn Cổ Đàm chỉ nhờ khéo biết được tướng Pháp nên rõ được tâm ý người khác đó thôi. Lúc đó ta bảo Thiện Tinh rằng, những Pháp do Như Lai thuyết, dù là ban đầu, khoảng giữa hay về sau, đều là hiền thiện, tốt lành. Lời của Như Lai là khéo léo, nhiệm màu, từ ngữ chân chánh, chỗ thuyết giảng không lẫn lộn, thành tựu trọn vẹn phạm hạnh thanh tịnh. Tỳ kheo Thiện Tinh lại nói rằng, tuy Như Lai vì tôi thuyết Pháp, nhưng tôi thật lòng cho rằng không có nhân quả. Thiện Nam Tử: "Nếu ông không tin có những việc như vậy, thì hiện nay tỳ kheo Thiện Tinh đang ở gần đây nơi bờ sông Ni Liên Thiền, chúng ta hãy cùng đến đó mà hỏi." Lúc đó Đức Như Lai cùng với Ca Diếp đi đến chỗ Thiện Tinh. Tỳ kheo Thiện Tinh từ xa đã trông thấy Phật, vừa thấy rồi liền sanh lòng xấu ác tà vậy, vì lòng xấu ác đó mà lập tức sa vào địa ngục A Tỳ ngay trong khi đang sống. Phật dạy: "Thiện Nam Tử, tuy tỳ kheo Thiện Tinh được vào trong Pháp Phật có vô lượng món báu nhưng không thu hoạch được gì, thậm chí không có được lợi ích của một Pháp nào cả. Đó là do sự buông thả, lười nhác, do gần gũi những bạn bè xấu ác, hiểu biết sai lầm. Ví như người đi vào biển cả, nhìn thấy nhiều thứ chân bảo nhưng không lấy được gì cả chỉ vì lười nhác. Lại ví như người đi vào biển cả, tuy nhìn thấy chân bảo chất đống nhưng vì đuối sức nên chết, hoặc bị ác quỷ, là sát giết chết. Thiện Tình cũng vậy, tuy vào được trong Pháp Phật rồi nhưng lại bị quỷ la sát lớn, là những bạn hữu xấu ác giết hại." Thiện Nam Tử: "Cho nên Như Lai vì lòng thương xót thường dạy rằng Thiện Tinh có nhiều sự buông thả, lười nhác." Thiện Nam Tử: "Như người vốn dĩ bần cùng nghèo khó, người khác nhìn thấy tuy có đem lòng thương xót nhưng không sâu đậm. Với kẻ vốn xưa hết sức giàu có, sau bị mất hết tài sản, người khác nhìn thấy ắt sanh lòng thương xót rất sâu đậm." Tỳ kheo Thiện Tinh cũng vậy,
Ông ấy đã từng thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, đạt được 4 thiền, nhưng về sau lại sa sút mất đi, thật đáng thương thay. Cho nên ta nói, tỳ kheo thiện tinh có nhiều sự buông thả, lười nhác. Vì có nhiều sự buông thả, lười nhác nên dứt mất các căn lành. Đối với ông ấy, những đệ tử của ta nghe biết đến thầy đều đem lòng thương xót một cách sâu đậm, cũng như người ta thương xót kẻ hết sức giàu có lại trở nên nghèo khốn. Thiện tinh đi theo ta trong suốt nhiều năm, nhưng ông ấy tự sanh lòng tà vạy xấu ác. Vì lòng tà vạy xấu ác, ông ấy không buông bỏ được chỗ thấy biết xấu ác. Thiện nam tử, từ trước tới nay, ta luôn thấy căn lành của thiện tinh rất ít ỏi, chỉ như mày lông sợi tóc mà thôi, nhưng ta chưa hề nói rằng ông ấy đã dứt hẳn căn lành, rơi vào hạng nhất xiền đề, là kẻ hèn hạ thấp kém, sẽ đọa vào địa ngục trọn kiếp. Chỉ vì ông ấy nói ra thuyết không nhân không quả, không có nghiệp tạo tác, nên ta mới nói rằng thiện tinh đã dứt hẳn căn lành, rơi vào hạng nhất xiền đề, là kẻ hèn hạ thấp kém, sẽ đọa vào địa ngục trọn kiếp. Thiện nam tử, ví như có người ngã xuống hố xí, có bậc thiện tri thức đưa tay xuống dò tìm để cứu lên, nếu sờ chạm được tóc trên đầu người ấy mới kéo lên được, như tìm lâu không được sẽ từ bỏ ý định cứu vớt. Như lại cũng thế, nếu tìm thấy thiện tinh có chút ít căn lành mới có thể cứu vớt ông ta, nhưng tìm kiếm mãi cũng không thấy được chút căn lành nào, dù chỉ như mảnh lông sợi tóc, cho nên không thể cứu vớt ông ấy thoát khỏi địa ngục. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, vì sao Như Lai phải nói trước rằng ông ấy sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Phật dạy: Thiện nam tử, tỳ kheo thiện tinh có nhiều quyến thuộc. Những người ấy đều cho rằng thiện tinh là A-la-hán đã chứng đắc đạo quả. Vì muốn phá trừ lòng tà vạn xấu ác như thế, nên ta mới phải nói trước rằng vì buông thả lười nhác thiện tinh sẽ đọa vào địa ngục. Thiện nam tử, nay ông nên biết rằng lời nói của Đức Như Lai là chân thật, không thay đổi. Vì sao vậy? Nếu Phật đã nói trước là sẽ đọa địa ngục mà không đúng như thật như vậy là điều vô lý. Hàng thành văn duyên giác khi nói trước điều gì thì có hai khả năng, hoặc sai hoặc đúng. Như Mục Kiền Liên khi ở nước Ma Già Đà nói với mọi người rằng 7 ngày nữa trời sẽ đổ mưa. Thời hạn ấy đã trôi qua nhưng chẳng có mưa. Lại có lần Mục Kiền Liên nói trước việc con bò sẽ sanh con màu trắng, đến khi sanh ra lại là bò có lông nhiều màu. Lại có lần nói trước việc sanh con trai, nhưng sau người mẹ ấy lại sanh ra con gái. Thiện nam tử, tỳ kheo thiện tinh thường giảng nói với vô số chúng sanh rằng hoàn toàn không có quả lành quả dữ. Vào lúc giảng nói như vậy, tất cả căn lành của ông ấy đều dứt hẳn, không còn chút nào, dù chỉ như mảy lông sợi tóc. Thiện nam tử, ta đã biết trước từ lâu rằng tỳ kheo thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, nhưng ta vẫn sống chung với ông ấy. Trong suốt 20 năm, ta vẫn nuôi dưỡng cùng làm mọi việc với ông ấy. Nếu ta xa lìa không gần gũi bên cạnh, ông ấy sẽ có điều kiện để dạy bảo cho vô số chúng sanh tạo tác các nghiệp xấu ác. Đó là giải lực thứ 5 của Như Lai. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hạng nhất xiền đè không có các pháp lành? Phật dạy: Thiện nam tử, vì hạng nhất xiền đè đã dứt mất căn lành. Mọi chúng sanh đều có đủ 5 căn, như tín căn, tinh tấn căn, nhưng hạng nhất xiền đè thì vĩnh viễn dứt mất cả 5 căn ấy. Vì nghĩa ấy nên giết một con kiến cũng mang tội giết hại, nhưng kẻ nhất xiền đề không mang tội giết hại. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải vì hạng nhất xiền đề mãi mãi chẳng bao giờ có được pháp lành nên mới gọi họ là nhất xiền đề hay chăng? Phật đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh có 3 loại giống lành, đó là giống lành trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Dù là hạng nhất xiền đà cũng không thể dứt mất pháp lành trong tương lai, sao có thể nói rằng dứt hết pháp lành nên gọi là nhất xiền đà? Phật dạy: Thiện nam tử, có 2 cách dứt mất, một là dứt mất ngay trong hiện tại, hai là do sự việc hiện tại làm ngăn trở tương lai. Hạng nhất xiền đà có đủ 2 cách dứt mất ấy, nên ta nói rằng họ đã dứt hết các căn lành. Thiện nam tử, ví như có người ngã xuống hố xí, đã chìm hẳn, chỉ còn mỗi một sợi tóc trên đầu nhô lên. Tuy còn lại một sợi tóc trên đầu nhô lên, nhưng sợi tóc ấy không chịu nổi sức nặng toàn thân. Hạng nhất xiền đà cũng vậy, tuy trong đời vị lai cũng sẽ có chút căn lành, nhưng không cứu nổi sự khổ địa ngục. Tuy trong đời vị lai có thể cứu vớt, có thể được cứu vớt, nhưng trong đời hiện tại thật chẳng biết làm sao để cứu vớt, cho nên gọi là không thể cứu vớt. Do nhân duyên là tánh Phật thì có thể cứu được, vì tánh Phật không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải hiện tại, cho nên không thể dứt mất. Nhưng cũng giống như hạt giống đã hư mất thì không thể nảy mầm, hạng nhất xiền đề cũng giống như vậy đó.
Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, hạng nhất Xiền Đà không dứt mất tánh Phật, nhưng tánh Phật cũng là pháp lành, vì sao nói rằng hạng nhất Xiền Đà dứt mất tất cả pháp lành? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại có tánh Phật thì không gọi là nhất Xiền Đà, cũng như tánh ngã của chúng sanh trong thế gian, tánh Phật là thường, không thuộc về ba đời. Nếu thuộc về ba đời hiện tại, quá khứ và vị lai thì gọi là vô thường, vì trong tương lai chúng sanh sẽ thấy được tánh Phật, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì nghĩa ấy, hàng Bồ Tát thập trụ đầy đủ công hạnh trang nghiêm mới thấy được đôi chút tánh Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, tánh Phật là thường cũng như hư không, vì sao Như Lai lại nói đến tương lai? Nếu Như Lai nói rằng hạng nhất Xiền Đà không có pháp lành, nhưng hạng nhất Xiền Đà ấy đối với những bạn bè cùng học một thầy, đối với cha mẹ, thân tộc, vợ con, lẽ nào không sanh lòng thương yêu? Nếu có sanh lòng thương yêu, đó chẳng phải là pháp lành hay sao? Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, ông đã nêu được câu hỏi thú vị thay. Tánh Phật dường như hư không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tất cả chúng sanh đều có ba loại thân: thân quá khứ, thân vị lai và thân hiện tại. Trong đời vị lai, nếu chúng sanh có được thân đầy đủ, công hạnh trang nghiêm và thanh tịnh, thì sẽ thấy được tánh Phật, cho nên ta nói tánh Phật trong tương lai. Thiện nam tử, Như Lai vì chúng sanh nên có khi dạy rằng nhân là quả, có khi dạy rằng quả là nhân, cho nên trong kinh có nói mạng sống là vật thực, hoặc nói nhìn thấy hình sắc, tức là xúc chạm. Vì thân trong tương lai sẽ thanh tịnh, nên ta nói tánh Phật trong tương lai. Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, như Phật vừa nói nghĩa như vậy, vì sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh tuy hiện tại không có, nhưng không thể nói là không có. Cũng như tánh của hư không tuy hiện tại là không có, nhưng không thể nói là không có. Tất cả chúng sanh tuy là vô thường, nhưng tánh Phật này là thường trụ không biến đổi. Cho nên trong kinh này ta có nói, tánh Phật của chúng sanh chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài. Cũng như hư không chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài. Nếu hư không có ở trong, ở ngoài, thì hư không không gọi là một, là thường. Cũng không nói rằng hư không ở khắp mọi nơi. Tuy hư không chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, nhưng chúng sanh đều có hư không. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Như lời ông vừa nói rằng hạng nhất Xiền Đà có pháp lành, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Hạng nhất Xiền Đà nếu như có những nghiệp của thân, của miệng, của ý, những nghiệp nắm giữ, mong cầu, những nghiệp bố thí, giải thoát, tất cả những nghiệp như thế của họ đều là nghiệp tà vậy. Vì sao vậy? Vì họ hiểu biết tà vậy, không tin cầu nhân quả. Thiện nam tử, như cây ha lê lạc, từ trái cây, rễ cây, thân cây, cành lá, hoa quả đều có vị đắng. Nghiệp của hạng nhất Xiền Đà cũng giống như vậy, tất cả đều là tà vậy. Thiện nam tử, Như Lai có đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh, nên khéo phân biệt được những căn tánh bậc cao, bậc vừa, bậc thấp của chúng sanh. Biết được những người như thế này có thể chuyển từ bậc thấp lên bậc vừa, người như thế này có thể chuyển từ bậc vừa lên bậc cao, người như thế này sẽ phải chuyển từ bậc cao xuống bậc vừa, người như thế này sẽ phải chuyển từ bậc vừa xuống bậc thấp. Nên phải biết rằng căn tánh của chúng sanh không nhất thiết là cố định. Vì không cố định nên có khi dứt mất căn lành, nhưng dứt rồi vẫn có thể sanh ra lại. Nếu căn tánh của chúng sanh nhất thiết là cố định thì không thể có sự dứt mất trước đó rồi sau lại sanh ra. Cũng không thể nói rằng hạng nhất Xiền Đà sẽ đọa vào địa ngục, đời sống kéo dài mãi mãi trong đó. Thiện nam tử, cho nên Như Lai dạy rằng tất cả các pháp không có tướng nhất định. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai có đầy đủ sức rõ biết các hạn căn tánh, biết chắc rằng thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, vậy do nhân duyên gì lại cho phép ông ấy xuất gia? Phật dạy: Thiện nam tử, ngày xưa khi ta mới xuất gia, em ta là Nan Đà, em họ ta là A Nan, Đề Bà Đạt Đa, con ta là La Hổ La, thảy đều theo ta xuất gia tu hành. Nếu ta không cho phép thiện tinh xuất gia, ông ấy sẽ nối ngôi vua, có được thế lực tùy ý, rồi sẽ phá hoại Phật Pháp. Vì nhân duyên ấy, ta liền cho phép ông ấy xuất gia tu hành. Thiện nam tử, nếu tỳ kheo thiện tinh không xuất gia, ông ấy cũng dứt mất căn lành, trong vô lượng kiếp không được lợi ích gì. Nay ông ấy đã xuất gia rồi, dù dứt mất căn lành, nhưng có thể thọ nhận và giữ giới, cúng dường cung kính những bậc kỳ cựu tôn túc, những người đức độ, rồi tu tập từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Đó gọi là gieo nhân lành. Nhân lành ấy có thể sanh ra pháp lành. Pháp lành đã sanh thì có thể tu tập chánh đạo. Đã tu tập chánh đạo thì sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế ta cho phép thiện tinh xuất gia. Thiện nam tử, nếu ta không cho phép thiện tinh xuất gia thọ giới,
thì không xứng đáng được tôn xưng là bậc Như Lai có đủ 10 trí lực. Thiện nam tử, Phật quán xét thấy chúng sanh có đủ pháp lành và pháp chẳng lành, thấy rõ được những người như thế này, tuy có đủ hai pháp ấy, nhưng không bao lâu nữa sẽ dứt mất tất cả các lành, chỉ còn toàn những căn chẳng lành mà thôi. Vì sao vậy? Vì những chúng sanh này không gần gũi bạn lành, không nghe chánh pháp, không khéo suy xét thực hành theo đúng chánh pháp. Vì nhân duyên ấy nên sẽ dứt hết căn lành, chỉ còn lại tất cả những căn chẳng lành. Thiện nam tử, Như Lai lại cũng rõ biết được những người như thế này trong đời hiện tại hoặc đời vị lai, lúc còn nhỏ tuổi hoặc khi trưởng thành, già cả, rồi sẽ gần gũi bạn hữu tốt lành, lắng nghe và thọ nhận chánh pháp, khổ tập, diệt đạo. Vào lúc ấy các căn lành sẽ có thể sanh ra lại. Thiện nam tử, ví như có một con suối ở cách thôn xóm không xa, nước suối ấy ngon ngọt, đầy đủ tám công đức. Có người nóng khát muốn đi đến chỗ con suối, gần đó có bậc trí giả, quan sát người khát nước ấy, liền biết chắc rằng sẽ đi tới chỗ con suối. Vì sao vậy? Vì không còn con đường nào khác. Như Lai Thế Tôn quan sát chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên tôn xưng Như Lai là bậc có đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh. Lúc ấy Đức Thế Tôn lấy một chút đất để trên móng tay, rồi hỏi Bồ Tát Ca Diếp: Ca Diếp, chút đất này là nhiều hay đất ở khắp các thế giới trong mười phương là nhiều? Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, đất trên móng tay không thể so với đất trong khắp mười phương. Phật dạy: Thiện nam tử, có những người sau khi bỏ thân này rồi được sanh trở lại làm người, hoặc sau khi bỏ thân trong ba đường ác được thọ thân người, có đủ các căn, được sanh ra giữa nơi văn minh, tiến bộ, đầy đủ đức tin trơn chánh, có thể tu tập đạo. Tu tập đạo rồi, có thể nhận ra được để tu theo chánh đạo. Tu theo chánh đạo rồi, có thể đạt được giải thoát. Đạt được giải thoát rồi, có thể nhập Niết Bàn. Số người như vậy rất ít, chỉ như chút đất trên móng tay này. Lại có những kẻ sau khi bỏ thân người rồi phải sanh vào ba đường ác, bỏ thân trong ba đường ác rồi lại sanh trở lại vào đó nữa. Hoặc sanh làm người thì các căn không đầy đủ, sanh ra nơi những vùng xa xôi hẻo lánh, tối tăm chậm tiến, đặt niềm tin vào những kiến giải sai lầm điên đảo, tu tập tà đạo không đạt được những đức giải thoát thường lạc Niết Bàn. Số người như vậy rất nhiều, cũng như đất trong các thế giới khắp ở mười phương. Thiện nam tử, có những người bảo vệ giữ gìn giới cấm, tinh tấn chuyên cần, không biếng nhác, không phạm vào bốn giới cấm nặng, không làm năm tội nghịch, không dùng tài vật cúng dường tam bảo làm của riêng, không làm kẻ nhất xiển đà, không dứt mất căn lành, có lòng tin vào những kinh điển như kinh Niết Bàn này. Số người như vậy rất ít, chỉ như chút đất trên móng tay. Lại có những người phá hủy giới cấm, biếng nhác trì trệ, phạm vào bốn giới cấm nặng, làm năm tội nghịch, sử dụng tài vật cúng dường tam bảo, làm kẻ nhất xiển đà, rất mất căn lành, không có lòng tin nơi kinh Đại Bát Niết Bàn này. Số người như vậy rất nhiều, cũng như đất trong các thế giới ở khắp mười phương. Thiện nam tử, Như Lai khéo léo rõ biết những căn tánh bậc cao, bậc vừa, bậc thấp như vậy của chúng sanh, nên tôn xưng Phật là bậc đầy đủ sức rõ biết các căn tánh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai có đủ sức rõ biết các căn tánh, nên biết được căn tánh bậc cao, bậc vừa, bậc thấp của tất cả chúng sanh, rõ biết sự khác biệt giữa căn tánh lanh lợi và ngu độn, rõ biết các căn của chúng sanh đời hiện tại, cũng rõ biết các căn của chúng sanh đời vị lai. Như Lai rõ biết những chúng sanh như thế này, thì sau khi Phật diệt độ sẽ nói Như Lai đã dứt bỏ tất cả mà vào Niết Bàn, hoặc những chúng sanh như thế này sẽ nói Như Lai không dứt bỏ tất cả mà vào Niết Bàn, hoặc những chúng sanh như thế này sẽ nói có ngã, hoặc những chúng sanh như thế này sẽ nói không có ngã, hoặc nói có thân trung ấm, hoặc nói không có thân trung ấm, hoặc nói có thối chuyển, hoặc nói không có thối chuyển, hoặc nói thân Như Lai là hữu vi, hoặc nói thân Như Lai là vô vi, hoặc nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi, hoặc nói nhân duyên là pháp vô vi, hoặc nói tâm là vô thường, hoặc nói sự hưởng thụ năm món dục là có thể ngăn trở thánh đạo, hoặc nói không hề ngăn trở, hoặc nói pháp cao nhất trong thế gian chỉ là dục giới mà thôi, hoặc nói là cả tam giới, hoặc nói bố thí chỉ là nghiệp của ý mà thôi, hoặc nói bố thí tức là năm ấm, hoặc nói có ba pháp vô vi, hoặc nói không có ba pháp vô vi, hoặc nói có sắc được tạo thành, hoặc nói không có sắc được tạo thành, hoặc nói có hình sắc không do tạo tác mà có, hoặc nói tất cả hình sắc đều do tạo tác mà có, hoặc nói có pháp là đối tượng của tâm, hoặc nói không có pháp là đối tượng của tâm, hoặc nói có năm cách hiện hữu, hoặc nói có sau cách hiện hữu, hoặc nói phải thọ đủ giới ưu ba tắc mới được truyền pháp bát quan trai, hoặc nói không thọ đủ cũng truyền được,
Hoặc nói tỳ kheo sau khi phạm bốn giới cấm nặng rồi, giới tỳ kheo vẫn còn, hoặc nói không còn nữa. Hoặc nói các vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều đạt đến Phật đạo. Hoặc nói không đạt đến, hoặc nói tánh Phật do nơi chúng sanh mà có, hoặc nói không có chúng sanh cũng có tánh Phật. Hoặc nói những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, làm năm tội nghịch cùng hạng nhất xiển đề, thảy đều có tánh Phật. Hoặc nói không có, hoặc nói có chư Phật trong mười phương, hoặc nói không có chư Phật trong mười phương. Bạch Thế Tôn, nếu Đức Như Lai đã thành tựu đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh của chúng sanh, vì sao hôm nay không giảng thuyết rõ ràng xác định những nghĩa như trên? Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, những nghĩa như vậy không phải dùng nhãn thức mà có thể rõ biết, cho đến cũng không phải dùng ý thức mà có thể rõ biết, chính là chỗ rõ biết của trí tuệ. Đối với người có trí, ta không bao giờ nói ra hai nghĩa, người ấy cũng tự biết rằng ta không nói hai nghĩa. Với người không có trí, ta phải nói nghĩa không xác định, mà người không có trí cũng biết là ta nói nghĩa không xác định. Thiện nam tử, tất cả hạnh lành của Như Lai đều là để điều phục chúng sanh, cũng như các phương thuốc của Bậc Y Vương đều là để điều trị tất cả bệnh khổ. Thiện nam tử, Đức Như Lai Thế Tôn do sự khác biệt về quốc độ, tùy theo điều kiện nhân duyên, vì lời nói của kẻ khác, vì muốn hóa độ người, vì thích hợp với nhiều hạng căn tánh, nên đối với một pháp mà giảng nói hai thuyết khác nhau, đối với một tên gọi của pháp mà nói ra vô số tên gọi, đối với một nghĩa mà giảng nói vô số tên gọi, đối với vô số nghĩa cũng nói ra vô số tên gọi. Thế nào là đối với một tên gọi mà nói ra vô số tên gọi? Ví dụ như Niết Bàn, vừa gọi là Niết Bàn, vừa gọi là vô sanh, cũng gọi là vô xuất, cũng gọi là vô tác, cũng gọi là vô vi, cũng gọi là quy y, cũng gọi là nơi nương náu, cũng gọi là giải thoát, cũng gọi là quang minh, cũng gọi là đèn sáng, cũng gọi là bờ bên kia, cũng gọi là không sợ hãi, cũng gọi là không thối truyền, cũng gọi là trụ yên, cũng gọi là rỗng không vắng lặng, cũng gọi là vô tướng, cũng gọi là vô nhị, cũng gọi là một hạnh duy nhất, cũng gọi là trong trẻo mát mẻ, cũng gọi là không tối tăm, cũng gọi là không ngăn ngại, cũng gọi là không tranh chấp, cũng gọi là không uế trược, cũng gọi là rộng lớn, cũng gọi là cam lộ, cũng gọi là tốt đẹp an lành. Đó là do một tên gọi mà tạo ra vô số tên gọi. Thế nào là đối với một nghĩa mà giảng nói vô số tên gọi? Ví như Đế Thích, vừa gọi là Đế Thích, vừa gọi là Kiểu Thi Ca, cũng gọi là Bà Sa Bà, cũng gọi là Phú Lan Đà La, cũng gọi là Ma Pháp Bà, cũng gọi là Nhân Đà La, cũng gọi là Thiên Nhãn, cũng gọi là Xá Chỉ Phu, cũng gọi là Kim Cang, cũng gọi là Bảo Đỉnh, cũng gọi là Bảo Tràng. Đó gọi là đối với một nghĩa mà giảng nói vô số tên gọi. Thế nào là đối với vô số nghĩa nói ra vô số tên gọi? Như Đức Phật Như Lai cũng gọi là Như Lai, nghĩa khác danh xưng khác cũng gọi là A-la-ha, nghĩa khác danh xưng khác cũng gọi là Tam Hiệu Tam Phật Đà, nghĩa khác danh xưng khác cũng gọi là Thuyền Sư, cũng gọi là Đạo Sư, cũng gọi là Chánh Giác, cũng gọi là Minh Hạnh Túc, cũng gọi là Đại Sư Tử Vương, cũng gọi là Sa Môn, cũng gọi là Bà La Môn, cũng gọi là Tịch Tĩnh, cũng gọi là Thí Chủ, cũng gọi là Đáo Bỉ Ngạn, cũng gọi là Đại Y Vương, cũng gọi là Đại Tượng Vương, cũng gọi là Đại Long Vương, cũng gọi là Thí Nhãn, cũng gọi là Đại Lực Sĩ, cũng gọi là Đại Vô Úy, cũng gọi là Bảo Tụ, cũng gọi là Thương Chủ, cũng gọi là Đắc Thoát, cũng gọi là Đại Trượng Phu, cũng gọi là Thiên Nhân Sư, cũng gọi là Đại Phân Đà Lị, cũng gọi là Độc Vô Đẳng Lữ, cũng gọi là Đại Phước Điền, cũng gọi là Đại Trí Tuệ, cũng gọi là Đại Vô Tướng, cũng gọi là Cổ Túc Bát Trí. Như vậy là tất cả nghĩa đều khác, danh xưng cũng khác. Thiện nam tử, đó gọi là đối với vô số nghĩa nói ra vô số tên gọi. Lại có khi đối với một nghĩa mà nói ra vô số tên gọi, như nói về ấm, vừa gọi là ấm, vừa gọi là điên đảo, cũng gọi là sự thật, cũng gọi là bốn niệm xứ, cũng gọi là bốn cách ăn, cũng gọi là chỗ trụ của bốn thức, cũng gọi là hiện hữu, cũng gọi là đạo, cũng gọi là thời, cũng gọi là chúng sanh, cũng gọi là thế gian, cũng gọi là đệ nhất nghĩa, cũng gọi là ba pháp tu, là nói tu thân, tu giới, tu tâm, cũng gọi là nhân quả, cũng gọi là phiền não, cũng gọi là giải thoát, cũng gọi là thập nhị nhân duyên, cũng gọi là thanh văn, Phật Bích Chi, Phật, cũng gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân thiên, cũng gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó gọi là đối với một nghĩa mà nói ra vô số tên gọi. Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn, vì chúng sanh nên có khi đối với việc có nghĩa rộng mà diễn thuyết sơ lược, đối với việc có nghĩa sơ lược mà diễn thuyết mở rộng, có khi đối với đệ nhất nghĩa đế mà nói là thế đế, đối với pháp thế đế lại nói là đệ nhất nghĩa đế. Thế nào là đối với việc rộng diễn thuyết sơ lược?
Như Phật bảo các tỳ kheo rằng, hôm nay ta giảng nói 12 nhân duyên. Thế nào gọi là 12 nhân duyên? Đó là nói nhân quả. Thế nào là đối với việc sơ lược, diễn thuyết mở rộng? Như Phật bảo các tỳ kheo rằng, hôm nay ta giảng về khổ tập diệt đạo. Khổ là nói vô lượng các khổ, tập là nói vô lượng phiền não, diệt là nói vô lượng giải thoát, đạo là nói vô lượng phương tiện. Thế nào là đối với đệ nhất nghĩa đế, nói là thế đế? Như Phật bảo các tỳ kheo rằng, thân này của ta hiện nay có đủ già, bệnh chết. Thế nào là đối với thế đế, nói là đệ nhất nghĩa đế? Như Phật bảo Kiều Trần Như, vì ông đã đắc pháp nên gọi tên là A Nhã Kiều Trần Như. Như vậy là Như Lai thuyết pháp, tùy nơi người nghe, tùy ý muốn nói, tùy thời điểm thích hợp. Đó gọi là sức rõ biết các hạn căn tánh của Như Lai. Thiện nam tử, nếu đối với các nghĩa như trên mà giảng nói một cách cứng nhắc, thì không thể tôn xưng là Như Lai có sức rõ biết đủ các hạng căn tánh. Thiện nam tử, người có trí nên biết rằng sức chuyên trở của con lửa không thể hơn sức con voi tơ. Hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh là vô lượng, nên Như Lai cũng vì chúng sanh mà thuyết giảng đủ mọi pháp vô lượng. Vì sao vậy? Vì chúng sanh có nhiều phiền não, nếu Như Lai chỉ giảng nói một công hạnh duy nhất, thì không thể gọi là Như Lai thành tựu trọn vẹn sức rõ biết các hạng căn tánh. Cho nên trong khi kinh khác, ta có dạy rằng có năm hạng chúng sanh không nên giảng nói năm việc. Đó là với kẻ không có lòng tin, không ngợi khen lòng tin chân chánh, với kẻ hủy phạm giới cấm, không ngợi khen việc trì giới, với kẻ tham tiếc keo lận, không ngợi khen sự bố thí, với kẻ lười nhác biếng trễ, không ngợi khen sự nghe nhiều học rộng, với kẻ ngu si, không ngợi khen trí tuệ. Vì sao vậy? Nếu người có trí giảng nói năm việc trên với năm hạng người ấy, thì nên biết rằng người giảng nói như vậy là không đạt được đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh, cũng không gọi là người thương xót chúng sanh. Vì sao vậy? Năm hạng người ấy khi nghe những việc như vậy rồi, ác sẽ đánh mất lòng tin, sanh tâm xấu ác sân hận, vì nhân duyên ấy mà trong vô lượng kiếp sẽ phải chịu quả báo khổ não. Cho nên người giảng nói như vậy không thể gọi là thương xót chúng sanh, không gọi là có sức rõ biết đủ các căn tánh. Vì thế trước đây trong một kinh khác ta có dạy Xá Lợi Phất, ông phải thận trọng đối với người căn tánh lanh lợi, đừng thuyết pháp mở rộng. Đối với kẻ ngu độn chậm lụt, đừng thuyết pháp sơ lược. Xá Lợi Phất bạch rằng, Thế Tôn, con vì lòng thương xót nên thuyết pháp, chưa phải đạt được sức rõ biết các hạng căn tánh mà thuyết pháp. Thiện nam tử, việc tùy nghi thuyết pháp mở rộng hay sơ lược là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không thể rõ biết được. Thiện nam tử, như lời ông nói, sau khi Phật vào Niết Bàn, các đệ tử mỗi người đều sẽ giảng thuyết khác nhau. Những người ấy đều do nhân duyên điên đảo không có chánh kiến nên không thể làm lợi ích cho mình và người khác. Thiện nam tử, chúng sanh không phải chỉ có một tánh, một hạnh, một căn, một loại quốc độ, một thiện trí thức. Cho nên Như Lai vì chúng sanh mà tuyên thuyết mọi thứ pháp yếu. Do nhân duyên ấy mà ba đời chư Phật Như Lai trong mười phương đều vì chúng sanh mở bày thuyết giảng 12 bộ kinh. Thiện nam tử, Như Lai thuyết giảng 12 bộ kinh chẳng phải vì sự lợi ích cho mình, chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà thôi. Cho nên trí lực thứ 5 của Như Lai gọi là giải lực, lại do trí lực thứ 2 là chi tam thế nghiệp báo trí lực. Nên Như Lai rõ biết sâu xa rằng những người như thế này trong hiện tại có thể rơi mất căn lành. Những người như thế này trong đời tương lai sẽ rơi mất căn lành. Những người như thế này trong đời hiện tại có thể đạt được giải thoát. Những người như thế này trong đời tương lai có thể đạt được giải thoát. Cho nên Như Lai được tôn xưng là đấng vô thượng lực sĩ.